Chào các bạn nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ thiết kế một cái mạch dơ le để điều khiển cái động cơ chạy đảo chiều. Cái động cơ của chúng ta là động cơ 3 pha và cái hệ thống dơ le là nút bấm này, start stop, chạy thuận chạy ngược và nút dừng khẩn cấp. Tất cả cái mạch điều khiển thì chúng ta sẽ sử dụng điện 24V, còn cái động cơ của chúng ta sẽ là động cơ 3 pha. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái electric control này. Đấy. Trước tiên là mình sẽ vào cái power. Với cái phía mạch điều khiển chúng ta sẽ sử dụng nguồn 24V. Đấy, chúng ta có thể kéo to như này. 24V và 0V để chúng ta tạo cái nguồn điều khiển. Ok đây. Chúng ta sẽ có nút bấm. Switch đi. Nút dừng khẩn cấp thì mình sẽ dùng nút tiếp điểm thường đóng. Ở đây mình viết chữ EMC là Emergency các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể vẽ kéo nó to lên. Cái chỗ Emergency này các bạn có thể chỉnh nó. Kích vào đây để thay đổi cái phông chữ. Đấy, chúng ta có thể quay nó. Transfer Information Left. Ok ạ. Chúng ta sẽ nối, chúng ta chỉ cái con chuẩn vào nó màu đỏ này, kéo xuống, nó có cái màu vuông đỏ đỏ, kích đúp vào. Rồi. Chúng ta sẽ cần một cái nút thường mở là nút start. Như là start. Các bạn kéo cho nó to lên một chút. Rồi, cái chỗ start này các bạn cũng có thể thay đổi phông chữ. Kích vào đây. Component property cỡ chữ 16. Rồi chúng ta sẽ cần một nút stop. Stop. Và chúng ta cũng vẽ nó to lên một chút. Đấy, chúng ta có thể chỉnh được cái chữ nó nằm ở vị trí nào nhé các bạn nhé. Rồi, chỗ này chúng ta nối vào. Đấy. Tiếp theo là chúng ta có một cái contactor. Contactor của mình nào. Coi đây. Mình ghi là MC1, tên của nó là MC1 và chúng ta sẽ cho nó to lên một chút. Rồi, chữ MC1 này chúng ta có chỉnh phông chữ. Chúng ta nối vào. Và nối MC1 với lại gì ạ? 0V. Chỗ này chúng ta, chỗ cái song song với nút điểm, tiếp điểm start này chúng ta sẽ nối một cái gì ạ? Tiếp điểm thường mở của cái MC1 kia đúng không? Để nó tự giữ. Các bạn kích đúp vào. Ở đây nó có cái MC1 thì các bạn kích vào chọn Apply Close. Đấy, lúc này nó là tên của MC1 ở đây. Tức là tiếp điểm thường mở của cái cuộn dây MC1. Rồi. Chúng ta đấu dây lên thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test cái mạch điều khiển này của chúng ta nhé. Các bạn bấm vào cái nút màu xanh này, Normal Simulation. Đấy, chúng ta ấn Start này. Thấy chưa? MC1 hút cái mà MC1 được đi qua đây. Đấy, nó tự duy trì. Ấn Stop này. Tắt. Start này. Emergency cũng stop luôn. Rồi ạ. Đấy nhá, xong cái mạch MC1. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thiết kế đến cái hệ thống là chạy thuận chạy ngược. Chạy thuận chạy ngược thì chúng ta vẫn có như thế thôi. Mình sẽ có đây, chỗ này của mình không phải là start nữa mà mình thay đổi cái nào này đi, nó là forward. Rồi
cũng là stop luôn. Stop fork. Rồi, stop fork và chúng ta sẽ có một cái công tắc tơ là MC fork ở đây. Ok. Tạm thời là chúng ta sẽ nối vào đây đã. Hai thằng này mình cho gần vào nhau đi, cho nó dính vào nhau luôn. Cái chỗ này ấy, thì mình muốn có một cái tiếp điểm gì ạ? Khi mà chạy thuận chạy ngược ấy thì sẽ hai thằng sẽ khóa chéo nhau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái tiếp điểm thường thường đóng. Normal close đây. Rồi, chúng ta sẽ có một tiếp điểm thường mở ở đây. Cái này là của gì ạ? MC fork ở đây nó có sẵn rồi, các bạn kích vào nó và chọn apply close. Và chúng ta nối lên thôi. Được ạ. Rồi nha. Chỗ này copy. Chỗ này không phải là forward nữa mà. Reverse. River. Chỗ này là stop river đúng không? Chỗ này à, xin lỗi các bạn. Thôi được rồi, để ở trên mình chỉnh, mình chót chỉnh ở trên này rồi. Rồi mình chỉnh luôn ở trên này cho nó tiện luôn. Chỗ này từ từ đã, khoan đã. Chỗ này cái công tắc tơ chúng ta sẽ đổi thành MC gì ạ? MC gì ạ? Đấy. Rồi, apply. Chỗ này chúng ta là đúng rồi, MC. Chỗ này chúng ta vẫn để nguyên là MC fork. Được chưa? À, chỗ này mình muốn khóa chéo này. Cái thằng mà chạy ngược này thì sẽ được khóa chéo vào thằng chạy thuận. Được chưa? Ngược lại thì chỗ này mình thay đổi cái kích thước đi tí nhá, chữ. Rồi, ngược lại ông dưới này thì lại được khóa chéo về ông trên. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đấu nó lên lên. Ok, chỗ này chúng ta nối vào. Hở chỗ nào ra là không được đâu nha các bạn nha. Giờ thử nào. Bây giờ chúng ta ấn Start này. Đấy. Start là đã có cái MC1 hút này. Ấn chạy. Chạy ngược này. Các bạn nhìn thấy chưa? Thằng chạy ngược này hút. Bây giờ các bạn có ấn chạy thuận cũng không được. Bởi vì mình khóa chéo này. Đấy, bây giờ muốn dừng lại thì chúng ta phải ấn Stop đi này. Đấy, chỗ này chúng ta gì ạ? Chúng ta phải có thêm một cái tiêu điểm Stop vào đây. Để khi mà chúng ta stop thì cả cái phía dưới này sẽ bị ngắt. Đấy, ấn stop hoặc là emergency ở đây thì cả cái hệ thống này sẽ bị ngắt đi. Hiểu chưa ạ? Khi mà chúng ta ấn start này thì cái MC1 này sẽ cấp điện cho cả cái nhánh dưới này để chạy thuận chạy ngược. Và khi mà ấn stop đây thì sẽ dừng. Còn các bạn ấn chạy chạy ngược này thì stop chạy ngược được và chạy thuận này, stop chạy thuận được.
Thấy không? Thì chỗ mình sẽ làm những cái như vậy. Thì chỗ này chúng ta sẽ chúng ta xóa cái dây đi, chúng ta sẽ cho một cái tiếp điểm gì ạ? Quay nó đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kéo dây vào. Đấy. Ok. Mất thời gian quá. Start này. Đấy, start này. Bây giờ chúng ta chạy chạy gì? Chạy ngược này. Top này. Chạy thuận này. Chạy thuận chưa có được bởi vì sao? Chúng ta đang stop. Đấy. Ok chưa? Start này. Được chưa? Đấy là xong cái mặt điều khiển nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến hệ thống động cơ. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Sử dụng nguồn bắp pha. Rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái gì nữa đây? Chúng ta sử dụng cái này là overload. Giống như kiểu dơ lên nhiệt ấy. Can chân C. Can chân V. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có công tơ tơ chính đây này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có gì ạ? Chạy thuận. Được chưa? Và chúng ta sẽ cần một cái motor. Xem nào. Đây, chúng ta sẽ cần một cái động cơ 3 pha. Tên của nó là M1 đi. Và mình sẽ cho to ra này. Các bạn cũng có thể bỏ cái tên của nó đi. Đấy, trong cái phần tag name mà các bạn có thể bỏ tích đi. Apply. Đây, động cơ của mình đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nối động cơ lên thẳng này. Ok, bây giờ mình sẽ thử chạy. Mình sẽ ấn start này. Đấy, các bạn thấy chưa? MC1 hút nó sẽ được cấp điện vào đây. Chúng ta sẽ ấn chạy thuận. Được chưa? Nhưng mà sao? Chúng ta chưa có đuôi dây. Ở trên này. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta chưa có đuôi dây nên là nó không có điện. Đấy. Chúng ta mới có tiếp điểm thôi, đâu đâu có tiếp điểm thôi.
Rồi. Start à. Đấy. MC1 đã hút. Chạy thuận. Động cơ chạy thuận này các bạn này, nhìn chữ M này, có mũi tên này, ấn stop này. Chạy ngược bây giờ nó chưa có tác động gì cả vì vì chúng ta chưa có làm cái mạch điều khiển để cho nó chạy ngược. Rồi, bây giờ chúng ta làm mạch chạy ngược nhá. Chúng ta copy này. Quay. Các bạn biết là khi mà các bạn muốn đảo chiều động cơ thì sao? Chúng ta đảo đảo chiều 2 trong 3 pha đúng không? Thì cái pha đầu tiên này chúng ta cứ giữ nguyên. Đấy, còn cái pha thứ hai này chúng ta sẽ đảo từ thằng này. Đấy. Được chưa? Còn ông này chưa các bạn, như thế là như thế này nó nhảy qua kia là lòng nó nổ ấy nhá. Ok chưa? Nào, giờ chúng ta thử. Chúng ta sẽ ấn start này. Cấp điện này. Ấn chạy ngược này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chạy ngược này. Rồi, stop này. Chạy thuận này. Đúng chưa? Dừng hết này. Start lại này. Chạy ngược này. Đang chạy ngược mà muốn chạy thuận không chạy được. Khóa chéo. Stop chạy ngược này, start chạy thuận này. Rồi thì đây là cái mạch người ta gọi là điều khiển một mạch relay thôi. Nếu như các bạn muốn chuyển sang PLC, điều khiển PLC thì chúng ta sẽ phải đấu nối như nào và lập trình như nào thì mình sẽ giới thiệu ở trong video sau nhé. Chào các bạn.